với khách hàng, chanh leo là loại trái cây chỉ gian hàng cà phê mới có. Nho thì thuộc dòng trái cây cao cấp, tùy từng dịp mà khách hàng mới có thể mua và thưởng thức. Nên bạn đừng lạ nếu như trà nho chanh leo được ưa chuộng ở cửa bạn. Bài học hôm nay, trà nho chanh leo đá. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học công thức đồ uống, cốt thấp, lại cao. Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà nho vào bình lọc. Rót 120ml nước sôi vào bình lọc. Ủ trong 5 phút. Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Bỏ tép trà. Rót 20ml đường, 10 mật ong vào bình lọc. Cho 2 viên đá to vào bình lọc. Lắc bình lọc. Rót ra cốc. Hoàn thành bước 2. Bước 3, trang trí và phục vụ. Phục vụ kèm ống hút dài. Giải đá bào lên mặt cốc. Cắt đôi quả chanh leo. Múc hạt chanh leo vào cốc. Hoàn thiện.
Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà nho vào bình lắc. Rót 120ml nước sôi vào bình. Ủ trong 5 phút. Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Rót 20ml đường và 10ml mật ong vào bình. Cho thêm 3 viên đá. Lắc bình lắc. Rót ra cốc. Bước 3, trang trí và phục vụ. Rắc đá bào lên mặt cốc. Cắt đôi quả chanh leo. Cạo rụng quả chanh leo lên mặt cốc. Phục vụ cái móng hút dài.